nha. Cái cây này là không phải cái đó là cây, cái đó là từ mình cắt cái gốc nó đi, cắt cho nó chết. Giờ mình cắt xà lách hả? Ừ, cắt lựa cái bó nào bự bự á. Cắt thì nó phải bó rồi. Hay là để từ từ rồi cắt không, bữa, cho nó thêm cho to. Cắt để cho nó mọc lên, cắt cao cao thì. Sẽ mọc không, mình thử rồi đó, chưa có trồng cái này không biết. Cái này ơi, cho mấy mi cái rổ đi con. Đó, cắt cái cây bự đó kìa. Đó, cây bự đó luôn. Cho con sẽ đưa, đưa cho này đứng, cái này cầm, lựa cây nào to cắt nó đi. Đó, ừ vậy đó. Đã không? Bên kia này mấy mi kìa. Lá này, lá bự chưa đây. Mấy mi sẽ ăn cái loại này, nó non. Bên này nữa này. Mình qua đây này. Bên này mấy cây to mấy mi. Ôi giời. Đây này. Cái cây này là cây cây này màu nó lạ không? Màu này thập cẩm. À, nó nhiều màu đó. Thập cẩm như thằng này nè. Nè, cắt luôn đi. Ừ, nó đó. Này, mình coi cây này nè. Cũng màu thập cẩm nhưng mà cái cây này nhìn màu nó đậm hơn, còn cây nó lạt lạt sao. Nè, cắt cái đám này đi nè. Cái này giống như rau gì đó. Giống như rau dền á. Chắc rau dền đó, đây thì có rải rau dền mà. Đúng rồi, rau dền đó mami ơi. Ở đây đâu dền đúng rồi nè. Đúng rồi. Nhưng mà cái này cỏ nhổ rồi. Đây thì trồng đó. Nhổ bớt cái này. Con. Ok, tôi thấy cái gì? Bự quá ha. Ừ. Cái cây. Nè, rồi thu hoạch cải này. Anh bánh xèo với là gì? Tần tuần rồi đi xuống nhà Nhi giao là cỏ cây nó còn nhỏ. Cho nên là chưa có hái. Cây này to này mà bự cho nè, một cái lá to cho kìa. Còn một đám bên kia nữa kìa, đó đám bên đó là vài bữa nữa là tha hồ ăn. Cái bên đó cỡ khoảng 2-3 tuần nữa thôi là nó to đùng luôn mày. To đùng giống vậy nè. Đó, cắt cái đó luôn. Ừ, cái nào? Đó, cây này to này, hai cái cây này to này. Cái cây này cái gì có nó đậu vậy hả? Nó đậu cô ve đó. Đó, cô ve nè. Vậy là cái cây rau gì đó. Quế hả? Cây đầu đó là cái gì? Húng quế gì? Quế gì? Tía tô quên. Cây tía tô thì vài bữa nữa thu hoạch được rồi. Cho nó hơi to to một tí thì mình bứt cho nó ra lá non. Được rồi đó. Coi bên góc bên đó coi còn cắt cho nó hơi thưa thưa để cho nó mọc cho nhanh. Mọc vừa ra. Cái này bưng cái rau, bưng cái thau qua cho đây đi coi cho coi cho này. Yeah, wow. Để đây chụp hình này. Đưa lên, cầm đưa lên, đưa lên. Đứng đó. Quay cho đi, nhìn ra đây nè. Mà mình nhìn đây nè. Từ đi, to lên đây hái. Tới đầu kia hái cải đi. Tới đầu kia hái cải cây đi. Bên này là hả? Ừ, cắt đi. Nấu canh được không sao? Không thì thôi, từ từ mình nấu canh sau. Mấy cái đó. Bên này rau này là rau dền này. Ngò bên đó ngò. Ngò đây. Ừ, đây vàng vàng. Đi qua bên này hái. Mình cắt cái cải đó đi. Cắt cái cây. Cho nên. Cắt luôn cái này luôn này, cắt luôn mấy cái lá chua này. Má nói lên lá chua này nấu cái gì đó? Gà lá giang á. Thử nấu canh gà lá giang. Nhiều quá. Cái này là cỏ không? Cái nào cỏ bữa nào mình nhổ. Cho nên thêm mình cắt không? Đó, bỏ riêng ra đi. Còn rau mà mình bỏ vô bịch thôi. Cắt cái nhỏ ra luôn đi mình. Bên này là rau thơm này. Mà bữa này, rau này lên nè. Bữa đi cắt mớ đem xuống dưới dưới chỗ Nhi rồi. Bỏ nhiều quá. Bữa đi cắt mớ nhiều. Nó lên lẹ lắm. Nhiều không? Đây nữa nè. Hai cây. Cái cây này cây có cái củ dưới không? Cây đó là sùng thảo.
chua. Mới cắt tí ra mà nhiều chưa? Chua một thau rồi. Nè, cái này là cải cây. Đó, cắt lá. Bữa trước đây mới cắt mớ rồi đó. Lên nhanh ha. Bên này là rau muống nè. Với có mồng tơi nè. Bên này là có rau răm này mami, rau răm cũng lên nhiều này mami. Rau răm này. Bên này cũng là cải. Cải, rau muống, rau răm. Rau dền. Bên này ươm sâu cho nên chưa có lên kịp. Chưa ăn thử. Thôi thì nó cay sao. Đi lá nhỏ đi ăn thử này. Non. Cái này là organic này ngoài nó không có tưới phân tưới đồ bỏ gì hết. Này bên này xíu nó hắt cắt bên này luôn mọi người. Ngon lắm mọi người ơi. Cay. Cái này đâu dám ăn này đâu đúng không? Nó cay thì cái này. Cái gốc nó càng ngày càng to ha. Cô dạy. Đây đi rải đó. Nhìn xanh đó, coi chừng là nhìn mà giống như Yakima đó. Rừng đó. Rồi mình cắt. Right here. Nó cầm cái lá này. Cái này hô cái lá đi, cầm cái lá đi. Mình cầm cái đưa tay vô, mình cầm đó. Đúng rồi, right here. See? Wow, big. Oh yeah. Wow, big. One more. Yeah, this one. Hold this one. This one. Hold it. Okay. Put it there. Okay. À, chờ xíu mà mình cắt hen. Mình cắt lên đi mà mình. Ôi, nó lên nè. Nhìn nở nè. Nó hơi lên to nữa đó. Nó lá nó to nữa là mình nhổ luôn. Cái này ngon nè. Cắt ngang, cắt ngang cái cây nó là nó mọc lại. Ngon cầm vậy nó ngon á. Đó, cắt mấy lá bự để mấy lá nhỏ cho nó nhanh lên nhanh. Bỏ vô đi cho nên. Rồi, sáng sớm đi ra thu hoạch được 2 rổ rau. Một bịch rau. Cải cây. Cải cây này mình nấu canh ăn được không? Ăn canh rồi nấu ăn bánh xèo ha. Hai xong rồi mình tưới. Hai xong rồi cho mình tưới rau lại cho nó đi ha. Mình đi làm ha. Cái cải này là với cải này giống nhau này. Vài bữa nó lên này. Cái này để từ từ ăn, cái này để ăn. Nó rớt ra đây nè. Chế nó đi mày. Thử nó lên mình đấy. Này cải. Mớ hành lá bên này đi. Ủa, quay lên mình to đùng rồi. Cắt ngang luôn đi. Để cho nó lên nè. Cho nó lên nè. Cái này nhỏ vậy. Cắt bên kia luôn. Rồi, yeah. Sau lưng mà mình đây kìa. Rau răm này chờ cho nó thêm ít bữa nữa cho nó tỉa mấy kênh ra. Chưa, xong mình cắt cái là nó sẽ nhảy ra được. Này nó lên này, nó lên này. Này, tía tô. Tía tô. Hôm bữa anh thấy nó vàng hết nha. Tưởng chết rồi. Xong rồi mình xiên tưới cho nó lên. Cái này mình chỉ trồng cái cọng thôi nè. Cái cọng nó có cái rễ. Lấy cái củ cắm xuống. Lấy cái rễ cắm xuống rồi nó lên, cắt hết luôn. Nhiều không cho Ninh? Nhiều quá. Đó, củi đó là để vài bữa nó nấu bánh xèo phải không? Ừ. À, ngoài này đốt nấu bánh tét. Bánh tét bánh chưng. Ok. Đâu, coi cho thành quả thu hoạch đâu. Vài bữa nữa thu hoạch thêm. Cái này cầm đi chụp hình cho nó. Cầm mình lên không? Hô thai, ok. Hô thai. Hạ chỗ. Down a little bit. Yeah, ok.
ok, rồi đi tưới cây nè, tưới rau nè. Tưới bên đó nữa. Rồi tưới. Tưới vô rau đi con. Rồi tưới vậy. Dạ, tưới vô rau đi đã, tưới vô rau đây nè. Đó, tưới vô rau đi. Ok. Tưới từ từ thôi, ok.